Tile Server được hợp thể bởi Real Yellow và Subtle Green. Dù có chi tiết nhựa trong, nhìn khá bắt mắt, nhưng màu sắc của hai phần này vẫn khá là đơn điệu. Tuy nhiên, cách ráp khá là chi tiết, dù rằng nó không được sáng tạo cho lắm. Mẫu hợp thể Tile Server này tuy không được đẹp, nhưng để gọi là xấu thì cũng không hẳn, tạm chấp nhận được. Nhưng khi Tile Server hợp thể với Solar Server tạo thành Planet Server thì phải nói cái mẫu này khá là đẹp. Nhìn hình dáng hài hòa, cân đối, không rối rắm. Tuy nhiên, có một chi tiết mà tôi không mấy hài lòng là ở chỗ này. Phần nắm tay vẫn còn lộ ra. Nếu như nó có thể thiết kế để mà giấu vào thì sẽ hoàn thiện hơn. Cách hợp thể cũng khá là hay, dù rằng ta bắt gặp ở đâu đó. Tuy nhiên, nó là điều nhỏ nhoi, không đáng gì khi hợp thể quá đẹp. Khớp ráp thì vẫn thế, vẫn bị rơ, vẫn không nhạy. Nhưng nếu nói là lỏng và tệ thì không đúng. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chào và hẹn gặp lại.